Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài số 21 Hecta, sách giáo khoa môn toán lớp 5, bộ sách Cánh Diều. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 54 nào. Như vậy mình sẽ đến với một cái bài toán mở đầu nè. À, các em nhìn thấy đây là một gì? Cái cánh đồng, đúng không nào? Ok. Rồi. Để mà đo diện tích đất thì người ta còn dùng một cái đơn vị, đó là gì? Hecta. Đúng không nào? Ok. Như vậy thì các em thấy đây, một cái cánh đồng rất là lớn. Đúng không nhỉ? Vậy thì ngoài cái việc người ta sử dụng cái đơn vị mét vuông mà chúng mình đã học á, thì còn có một cái đơn vị nữa, đó chính là hecta này. Các em quan sát đây. Đây là một cái cánh đồng này. Có chiều dài là 100m, chiều rộng cũng là 100m. Phải không? À, như vậy thì đây là một cái cánh đồng thuộc dạng hình gì? Hình vuông, đúng không nào? 100m, anh này cũng bao nhiêu? 100m. Đấy, nhưng mà thể hiện lên đây chúng ta nhìn nó giống như là hình chữ nhật, đúng không nhỉ? Ok. Rồi, vậy thì hecta là diện tích của một hình vuông có cạnh dài là 100m. Đấy, tức là gì? Cái cạnh như này là 100m này kìa. Ok. Và mỗi một cái ô vuông này này thì nó sẽ có độ dài là mấy? 10m. Đấy, vậy thì nó có 10 cái ô vuông này này thì nó sẽ dài là bao nhiêu? 100m nhá. Ok, hecta thì chúng ta viết tắt là chữ H và chữ A. Đấy, hay chúng ta hay đọc vui, đó là đơn vị ha ha ha, đúng không nào? Hecta, hay chúng ta đọc là gì? Đơn vị là ha cũng được. Ok. Rồi, vậy thì diện tích của hình vuông có cạnh dài là 100m thì nó phải là gì? Cạnh nhân với chính nó, 100 nhân 100 sẽ là 10.000m, mét vuông. Ok. Như vậy thì cái bảng đơn vị đo ở đây, 1 hecta sẽ bằng 10.000m2. Và ngược lại thì 10.000m2 sẽ bằng bao nhiêu? 1 hecta. Ok. Đấy, các em nhớ cho cái đơn vị này nhé. 1 hecta thì bằng 10.000m2. Và ngược lại này, 10.000m2 thì sẽ bằng 1 hecta. Rồi, mình sẽ đến với một số những cái bài tập luyện tập thực hành sau đây. Ta đến với cái bài số 1 này. Người ta yêu cầu quá. Gì đây? Đây, cái bài số 1 người ta yêu cầu mình cái gì nào? Đọc số đo các diện tích sau. Ok. À, như vậy thì chúng ta sẽ làm câu A trước đi cho nó dễ nhỉ, tội gì đâu. Như vậy thì cũng giống như các đơn vị mà mình đã học, thì việc đọc chúng ta cũng đọc phần số, sau đó đọc đến phần đơn vị. Ok, đúng không nhỉ? Đấy, 135 hecta này. Đấy, thì chúng mình sẽ đọc là phần số. Ở đây là gì? 1, 3, 5. Tức là ta sẽ đọc là 135. Được chưa nhỉ? Sau đó chúng ta đọc đến phần đơn vị là gì? Hecta. Ok. Được không? Hay các em đọc là 135 ha cũng được. Ok. Rồi. 3,2. Đấy. Hecta. Đúng nhỉ? Thì đọc là 3, được chưa? 2 hecta. Ok chưa nhỉ? Nhớ mình cứ đọc phần số, sau đó đọc đến phần đơn vị hecta. 15,38 hecta. Đấy, chúng ta cũng đọc là 10
5 phẩy, được chưa, 3 10 8 đến phần đơn vị hecta. Xong nhá. Ok, như vậy mình đã hoàn thành được câu A. Sang câu B này. Viết các cái số đo diện tích sau. Đấy, ta viết các số đo diện tích sau này. 6.430 hecta. Đấy thì em cũng viết này, phần số trước này, em chú ý phần số này, 6.000 này, 400 này, được chưa? Nhưng mà 400 này là 430, tức là 6.430 đơn vị hecta, ok không? Vậy thì cũng như ở trên thì chúng ta cũng viết phần số trước, sau đó mình viết đến phần đơn vị. Ok, 12,5 hecta. Đấy, vậy thì phần số này 12,5, rồi phần đơn vị hecta. Rồi tiếp tục 135,62. Đấy, 135,62 hecta, được chưa? Ok chưa nhỉ? Như vậy mình đã xong bài số 1 nhé. Rồi sang bài 2. Điền cái số nào? Đấy, thì để điền được cái số này ấy, thì các em cần nhớ cái bảng đơn vị mà mình đã được thầy nhắc ở đâu? Ở cái phần lý thuyết. 1 hecta là 10.000 mét vuông. Và 10.000 mét vuông thì bằng 1 hecta. Đấy, các em nhớ cái đó cho thầy. Rồi, như vậy ở đây 4 hecta thì bằng bao nhiêu mét vuông? Đấy, thì các em cứ nhớ này, 1 hecta là mấy? 10.000, đúng không? Mét gì? Mét vuông, đúng không nhỉ? Vậy thì ngược lại 10.000 mét vuông thì lại bằng 1 gì? 1 hecta. Đấy, đúng không? Ok chưa nhỉ? Vậy ở đây ta có mấy? 4 hecta. Thì chúng ta sẽ lấy cái gì? 10.000 kem nhân lên cho mấy? Nhân cho 4, được không? Nhân một số với mấy? Với 10, 100, 1.000 thì chúng ta chỉ việc là gì? Thêm vào thôi. Như vậy 10.000 nhân với 4 thì sẽ là 40.000 mét vuông. Đấy, em sẽ điền đây là 40.000 nhé. 10 hecta thì bằng bao nhiêu mét vuông? Đấy, thì em lại là nhân với mấy? Nhân với 10, được chưa? 10.000 mà nhân với 10 thì sẽ là 100.000 mét vuông, được chưa? Đấy, như vậy chỗ này chúng mình sẽ điền là 100.000. Rồi, 275 hecta thì bằng bao nhiêu mét vuông? Thì các em sẽ lấy cái gì? 10.000 nhân cho 275. Ok, vậy thì sẽ là mấy? 275 mà nhân với 10.000 thì chúng ta thêm mấy chữ số 0? 4 chữ số 0 vào phía sau này, 275 này, các em thêm 4 này, 1, 2, 3, 4. Ok chưa? Như vậy chúng ta sẽ được là 2.750.000 mét vuông nhé. Được chưa? Ok chưa nhỉ? Rồi, tương tự như vậy xuống dưới này, câu B. Giờ chúng ta lại đổi ngược lại mét vuông ra hecta. Thì các em biết 1 mét vuông thì bằng bao nhiêu? 10.000 mét vuông thì bằng 1 hecta, đúng không? Vậy thì bây giờ các em có này, 80.000 mét vuông thì bằng bao nhiêu hecta? Đấy, thì chúng ta sẽ lấy cái gì? 80.000
mét vuông. Các em chia cho mấy? Cứ thế chúng ta chia cho 10.000, đúng không? 80.000 mà chia cho 10.000 thì nó sẽ bằng mấy? À, bằng 8 nha các em. Đúng chưa? Đấy, như vậy đây ta điền được số 8 dễ dàng này. Rồi, câu B này. 600.000 mét vuông thì bằng bao nhiêu hecta? Thì các em lại lấy 600.000, các em chia nó cho mấy? 10.000. Dễ ơi là dễ ơi. Như vậy chúng ta chỉ lược bỏ này, anh này có mấy số 0? 4 số 0. Bên này nè, các em cũng bỏ đi mấy? 4 cái chữ số 0 này. Ok chưa? Như vậy thì còn bao nhiêu đây? 60. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ điền đây là 60 hecta. Xong chưa? 3/4 hecta thì bằng bao nhiêu mét vuông? Đó. 3/4 hecta thì bằng bao nhiêu mét vuông? Cứ 1 hecta là 10.000. Vậy thì 3/4. 3/4 của 10.000 thì các em lấy 3/4 nhân cho mấy? Nhân cho 10.000. Đúng chưa? Rồi, câu này thì lại hơi ngược nó theo cái quy luật ở trên nhá. 3/4 các em nhân cho mấy đây? Nhân cho 10.000. Được chưa? Như vậy thì các em nhân lên nó sẽ bằng bao nhiêu? 30.000 mà chia cho mấy? Chia cho 4. Đúng chưa? Đấy, khi chúng ta nhân lên thì một phân số nhân với một số thì chúng ta sẽ lấy tử này nhân với số đó được bao nhiêu mình chia cho mẫu. Được chưa? Như vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? 30.000 chia cho mấy? Chia cho 4. Đúng chưa? Đấy. Mà 30.000 chúng ta chia cho 4 thì bằng bao nhiêu? À, như vậy nó sẽ ra một cái số thập phân rồi, đúng không? 30.000 chia 4 sẽ ra một số thập phân nào. Cho nên là 30 chia cho 4 thì được sẽ là 7. 7 x 4 28. 28 thì còn dư 2. 20 chia 4 bằng 5. Ok, à như vậy sẽ là 7.500 các em ạ, không phải số thập phân nhé. Như vậy ở đây chúng ta sẽ được là 7.500 mét vuông. Ok. Được chưa? À, như vậy chỗ này mình sẽ điền là 7.500 nhé. Ok chưa? Xong nhá. Rồi, sang bài 3 nào. Bài 3 người ta cho như sau. Đây, ta sẽ có câu A trước đi. Hỏi diện tích sân bóng đá Mỹ Đình lớn hay là bé hơn 1 hecta. Ok. Rồi, kệ nó đi. Chúng ta cứ lấy cái đề ra đây đã. Đây, đề bài nhé. Sân bóng đá Mỹ Đình của Hà Nội có dạng hình chữ nhật, chiều dài là 105m, chiều rộng là 68m. Hỏi cái diện tích sân bóng đá Mỹ Đình lớn hơn hay là bé hơn 1 hecta. À, như vậy thì chúng ta muốn biết nó bé hơn hay là gì, nó lớn hơn đó, thì chúng ta cứ phải tính cái gì đã nhỉ. 1 hecta biết là 10.000m², tính diện tích của cái sân này. Nếu cái sân này có diện tích mà lớn hơn 10.000 thì nó sẽ là lớn hơn 1 hecta. Mà nó bé hơn số 10.000 này thì nó sẽ là gì? Bé hơn. Đúng nào. Ok, vậy thì bước đầu tiên mình sẽ tính đó là diện tích của cái sân gì? Sân bóng đá Mỹ Đình đấy nhá. Ok nhá. Diện tích sân bóng đá Mỹ Đình đấy sẽ là, rồi mình sẽ có
Diện tích của một hình chữ nhật chiều dài 1,5 nhân cho chiều rộng là 6, 68. Như vậy thì các em sẽ thấy 105 mà nhân cho 68 á, chúng mình nháp ra ta sẽ được là 7.000 bao nhiêu? 140. Đơn vị ở đây là gì? Mét. Mét vuông nhá. Được chưa? Rồi. Như vậy thì các em sẽ thấy được cái gì nhỉ? 7.140 thì chúng ta thấy nè. Ta thấy 7.140 so với bao nhiêu? So với 10.000 thì ai lớn hơn? À, như vậy thì 7.000 này sẽ nhỏ hơn hay lớn hơn? Nhỏ hơn, đúng là đó. Vậy thì đến đây các em sẽ kết luận được ngay là gì? Vậy thì cái diện tích sân bóng đá Mỹ Đình, đúng là sẽ bé hơn bao nhiêu? 1 hectare. Ok, xong chưa? Xong nhá, đúng chưa nhỉ? Rồi, câu B nào. Câu B người ta cho như sau. Đây, một cái bãi đỗ xe có diện tích là 1 hecta. Mỗi chỗ để cái xe ô tô con có diện tích khoảng bao nhiêu? 25 mét vuông, bao gồm cả diện tích dùng để làm lối đi. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu ô tô con đỗ được cùng một lúc trên cái bãi đỗ này? À, như vậy thì các em chỉ cần lấy là một cái là rất là đơn giản, đúng không? Có này, 1 hecta thì bằng bao nhiêu? 10.000 mét vuông nữa này. Mà cứ một cái chỗ đỗ là bao nhiêu? 25 mét vuông. Đây, đầu tiên các em phải có cái điều này, đúng chưa nhỉ? Đấy, các em sẽ đổi ra. Nhớ những cái bài toán này là chúng mình phải đổi ra nữa nhé. Đấy, các em phải đổi ra cho thầy. Đổi này. Đấy, ta phải ghi đây là đổi. Đổi 1 hecta. Được chưa? Thì bằng bao nhiêu? 10.000 mét vuông. Được chưa? Các em đổi cái thằng này ra. 1 hecta là 10.000 mét vuông. Ok nhá. Vậy thì bây giờ này, có nhiều nhất là bao nhiêu ô tô con đỗ được cùng một lúc trong bãi đỗ xe đó? Thì chúng ta sẽ thấy là gì? Ta có đấy, cái bài này chúng ta sẽ thực hiện như thế này luôn. 10.000 các em chia cho bao nhiêu? 25. Vì sao lại chia cho 25? Bởi vì một chỗ đỗ xe là bao nhiêu? 25 mét vuông. Mà cái bãi đỗ xe này là rộng bao nhiêu? 10.000. Đúng chưa nhỉ? Vậy thì muốn biết được bao nhiêu cái thì chúng ta sẽ lấy 10.000 chia cho 25. Như vậy 10.000 mà chia cho 25 á, chúng ta sẽ được bao nhiêu? 400. Ok, vậy thì đến đây các em kết luận thôi. Vậy thì có nhiều nhất 400 ô tô con có thể ô tô con đỗ được, à, thực ghi này. Ô tô con đỗ được cùng một lúc, ô tô con đỗ được cùng một lúc trong cái bãi đỗ xe đó, được chưa nhỉ? Trong cái bãi này,
đỗ xe đó. Thế là xong. Ok. Được chưa? Đấy. Rồi, mình đến bài bài 4 nhé. Mà còn dài thế ta. Còn bài 4 thì nhìn thấy bài 5 nữa kìa. Này, sang trang này đi. Bài số 4. Người ta cho như sau. Diện tích của rừng Cúc Phương. Đấy, rừng Cúc Phương ở Ninh Bình đúng không? Hòa Bình. Thanh Hóa nữa đúng không nào? Là 22.200 hecta. Em hãy viết số đo diện tích rừng Cúc Phương theo đơn vị là mét vuông. Wow, cái này đùa. Đùa đúng không? À, đùa mình đúng không? Vậy thì mình sẽ đổi này. Ta có này 22.200 hecta. Các em đổi ra mét gì? Mét vuông. Thì mình sẽ lấy cái gì đây? À, lấy 22.000 này, 200 này này. Các em nhân lên cho mấy? Cứ 1 hecta là mấy? 10.000. Vậy thì chúng mình chỉ việc thêm mấy chữ số 0? Ghi nhá, 22 này, 200 này. Như vậy giờ ta thêm mấy? 4 chữ số 0 vào nữa. 1, 2, 3, 4. Ok. Vậy thì ta sẽ được là 222 triệu. Đúng chưa? Đơn vị là gì? Mét vuông. Được chưa? Như vậy thì cái này mình đổi xong thì giờ chúng ta viết thôi. Rồi. Đến đây thì chúng ta là gì? Vậy thì số đo. Vậy dựa vào câu hỏi, yêu cầu này, số đo diện tích. Số đo cái diện tích của rừng Cúc Phương. Đấy, số đo diện tích của cái rừng Cúc Phương theo đơn vị mét vuông. Được chưa nhỉ? Theo đơn vị mét vuông sẽ là bao nhiêu? À, các em có thể đọc. Đọc luôn. 200. 200 gì? À, đây thì yêu cầu viết thôi nhỉ. 222 triệu. 22 triệu. Gì nhỉ? À, mét vuông. Xong. Rồi em nào cẩn thận hơn á thì có thể cho nó một cái ngoặc ở đây cũng được. Đấy, tức là chúng ta cho một cái ngoặc ở đây đi. Gì thế này? Ừ. Ai đó mà cẩn thận á thì chúng ta có thể cho một cái ngoặc thể hiện bằng cái con số đó đây. À, thể hiện con số ra đây nhá. Ok. Đây, em cho cái ngoặc vuông vào đây. À, cái ngoặc thì ngoặc tròn chứ. Được chưa? Đấy. Như vậy chúng ta cho một cái ngoặc vào đây nữa thì hết sảy con bà bảy đúng không? Được chưa? Xong nhá. Rồi, bài 5 nào. Và còn bài 5, bài 6 nữa nhá. Khuôn viên quảng trường Ba Đình ngày nay có dạng hình chữ nhật với chiều dài này, chiều rộng bằng này. Rồi, Hương nói rằng quảng trường có diện tích khoảng 3 hecta. Theo em Hương nói đúng hay sai gì gì đó. Rồi, cóp em sang đây đi, rồi tính. Ta cứ làm lần lượt câu A trước đi. Câu A, sau đó mình hẳn làm đến câu B nhé. Ok. Đây, câu A.
Như vậy thì để biết bạn Hương này bạn nói đúng hay là sai này thì chúng ta phải tính cái gì trước nhỉ? Tính cái gì nhỉ? À, tính diện tích đúng không? Của cái quảng trường Ba Đình này hay là diện tích của hình chữ nhật, chiều dài bằng này, chiều rộng bằng bằng này, đúng không? Rồi, như vậy thì ta có này, diện tích cái quảng trường Quảng trường Ba Đình sẽ là, ok chưa? Đấy. Như vậy ta sẽ có diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài 320, chiều rộng là 100. Rồi, như vậy thì nhân một số với 100 thì chúng ta chỉ việc thêm hai chữ số 0 ở tận cùng bên phải. Như vậy sẽ là 32.000 mét mét vuông. Ok. Như vậy 32.000 mét vuông. Ở đây chúng mình có thể đổi nó ra hecta ngay và luôn được không? Được nhá. Một một gì? Hecta thì bằng 10.000 mét vuông. Vậy ta có 32.000 kem chia cho mấy? Chia cho 10.000 à? À, như vậy nó bị số lẻ mất nhỉ? Số lẻ không ta? 32.000 mà chia cho 10.000. Từ từ nào. Vậy số lẻ à? Không được đấy nhỉ? Ba mươi hai nghìn, như vậy thì 32.000 này thấy nó nhỏ hơn 10.000 luôn rồi. 32.000 so với 10.000 thì 32.000 này lớn hơn. Đấy, ta đổi ngay thế, lớn hơn 10.000. Ok, đây 32.000 nè. Rồi, em đổi cái thằng này ra nhá, thì sẽ bằng nè là 3 hecta và mấy mấy 2.000 mét vuông, đúng không? Bởi vì sao? 1 hecta là 10.000, vậy thì 32.000 thì chúng ta sẽ có là 30.000. Đây nhá, thầy phân tích cái số này ra này, 32 á thì có phải là nó sẽ bằng 30.000 này cộng với mấy, cộng với 2.000 đúng không em? Mà 30.000 nữa này thì nó sẽ bằng là 3 hecta, đúng chưa? Rồi cái này là gì? Vẫn 2.000 này là 2.000 mét mét vuông, đúng chưa? Như vậy thì nó sẽ bằng là gì? 3 hecta và 2.000 gì? 2.000 mét vuông, được chưa? Đến đây hiểu chưa nhỉ? Vậy thì có phải cái thằng này là gì? Nó sẽ lớn hơn, đúng không? Đúng không? Lớn hơn 3 hecta nè. Vậy Vậy thì có phải cái thằng này này nó sẽ lớn hơn 3 hecta không? Đó. Do đó thì đến đây mình khẳng định là cái bạn Hương này bạn nói đúng hay nói sai? Bạn nói đúng hay sai nhỉ? À, bạn Hương này nói đúng không? Đúng. Bởi sao? Bạn nói là khoảng. Khoảng mà. Khoảng ở đây là gì? Làm tròn đấy các em. Vậy Vậy thì gì? Cái bạn Hương nói đúng nhá. Ok. Rồi, vậy cái này cũng không phải ghi chữ đáp số mà chúng ta chỉ kết luận thôi, được chưa? Rồi, mình sẽ sang cái câu B này. Nếu mà cứ mỗi một mét vuông thì có 4 người đứng thì cái quảng trường này có thể chứa được bao nhiêu người? À, như vậy thì câu này thì dễ thôi. Một mét vuông mà có 4 người đứng thì chúng ta sẽ lấy diện tích này chia cho
Mấy? 4, đúng nào. Ok. Rồi, chúng mình sẽ trả lời này. Nếu cứ gì? Viết lại cái đề thôi các em. Cứ mỗi mét vuông có 4 người đứng. 4 người đứng thì cái quảng trường Ba Đình. Đấy, quảng trường Ba Đình có thể chứa được bao nhiêu, thì chúng ta sẽ trả lời là số người là số ngày là, đúng không nào? Các em sẽ lấy diện tích của cái quảng trường này này là bao nhiêu? 32.000. Các em chia cho mấy? Chia cho 4. 32.000 chia cho 4 tức là 32 chia 4 thì nó sẽ được mấy phần? 8 phần. Đúng không? Mỗi phần sẽ là gì? 8.000 người. Ok chưa? Đấy, như vậy thì mỗi đâu? Cái gì nhỉ? Mỗi mét vuông có 4 người đứng thì quảng trường có thể chứa được bao nhiêu? Đúng rồi, đúng rồi. Sẽ chứa được là khoảng gì? 8.000 người các em nhé. Đấy, nhưng mà quảng trường của chúng ta cũng khá là lớn, đúng không? Đúng chưa nhỉ? Phải không nhỉ? Mỗi mét vuông có 4 người đứng thì quảng trường có thể chứa là bao nhiêu? À, đâu phải cái này vậy đâu nhỉ các em, cái này ta phải nhân cho 4 chứ. 1 mét vuông thì có 4 người, ta có 32.000 mét vuông mình nhân lên cho 4. Ok. 2 nhân với 4 thì bằng 8. 4 nhân 3 12. Như vậy ta được là 128.000 người chứ không phải là 8.000 người đâu. Đấy, quảng trường của ta là 128.000 người nhá. Ok. Rồi đến đây mình mới ghi là gì? Đáp số. Như vậy thì quảng trường của chúng mình sẽ chứa được là 128.000 người. Rồi. Sang cái bài 6 nào. Bài 6 người ta cho như sau. Tìm hiểu trên sách, báo, internet và các phương tiện truyền thông khác thông tin về diện tích một số vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên hoặc là sân vận vận động. À, như vậy thì cái này các em có thể tự tìm hiểu nhé. Đấy, chẳng hạn như chúng ta sẽ tìm hiểu về cái vườn quốc gia. Như em nào ở phía Bắc thì chúng ta có thể tìm hiểu ở vườn quốc gia Cúc Phương, Ba Vì, đúng không? Rồi khu bảo tồn thiên nhiên chúng ta có thể tìm hiểu ở đâu? Ở cái công viên, đúng không nào? Em nào ở khu vực phía Nam thì chúng ta có thể các cái vườn quốc gia ở phía phía Nam á, Cát Tiên rồi U Minh, đúng không nào? Vân vân. Rồi tên sân vận động. Rồi như vậy cái phần này các em có thể tự tự làm và tự tìm hiểu nhá. Hẹn gặp lại các em ở trong cái bài tiếp theo, đó là bài số 22. Mình tìm hiểu đến đơn vị là km vuông nhá.